Xin chào các bác quay lại với Mật ong Bảo Lộc nhé. Hôm nay cho các bác xem cái tình trạng này. Đây này, có nhìn này, có nhìn thấy ong chưa? Ong rụng rớt chưa? Này, bò thôi chứ không bay được này. Đó. Các bác biết đây là cái tình trạng gì không? Này, ở đất rất là nhiều nhá. Để cho bác xem nhá. Đấy, ong bò đất này. Thì ong này thì mình mới đánh trí xong các bác ạ. Đánh trí xong thì những cái con mà rớt như thế này này là những con đang bị trí rất là nặng. Đấy, nó bị dị tật, nó bò ra ngoài. Tức là cơ thể của nó bị bệnh ấy, nó bò ra ngoài luôn. Đấy. Thì như mình vẫn nói với các bác rằng là khi mình nuôi con ong ngoại này đúng không? Con ong ngoại này nuôi thì nó rất là dễ. Đấy, rất là dễ, khỏe mạnh, cho cái năng suất, cái lại lượng mật rất là cao, phấn viết rất là cao. Tuy nhiên ấy thì nó cũng kèm theo đó là mắc một số các loại bệnh như là bệnh trí này. Trí nó có rất là nhiều loại trí. Nên là chúng ta có loại trí chúng ta nhìn thấy như trí rùa đúng không, trí mạt, những loại trí mén, trí nhỏ nhỏ, trí trong ấu trùng ấy, chúng ta không nhìn thấy được. Cho nên đấy, trí là mình phải đánh định kỳ. Con ong ngoại nó chỉ mỗi một cái nhược điểm đấy thôi, còn đấy tất cả một ưu điểm của nó thì nó rất là, như các bác thấy là nó không bốc bay đúng không, tập tính bốc bay của nó không không cao như là cái con ong nội đấy. Rồi nó cho mình rất là nhiều năng suất, năng suất rất là cao đúng không. Con này đang lăn lộn này đấy, nó chỉ dở cái này nó bị trí thôi, thì trí đây nhá các bác nhá. Này đấy, dị tật đúng không, mình có nói với bác là trí nó bị dị tật cánh này, chân này, cẳng này. Đó, không có cánh, ra đời này không có cánh đúng không, nở ra nó chỉ có này, vẹo hết cánh, xoắn hết cánh luôn đấy, trí rất là nặng các bác ạ. Đấy, còn những con nào khỏe mạnh thì không sao đúng không, con khỏe mạnh thì nó không có ra tổ đâu, nó chỉ vẫn đi làm bình thường. Còn những con nào bệnh tật ý, là nó vào lăn đùng ra đây hết đấy. Còn khi chúng ta mà chưa xử lý trí ấy, thì nó vẫn ở bên trong tổ, những cái con này này vẫn ở trong tổ đúng không, nó chưa rớt ra đấy. Thì nó ở trong tổ thì cái loại này nó ăn tốn đường lắm các bác ạ, tốn đường, tốn phấn, tốn mật lắm, rồi mà nó gây trí lây lan ra nên các bác phải xử lý trí. Hôm nay thì mình đánh trí lá các bác ạ, trí lá thế này, đây trí lá đây, mình treo nửa lá thôi, nửa lá thôi thì nói chung là vẫn cho ăn bình thường. Đấy, cho ăn no luôn, xong đánh này vẫn còn đường này. Đấy, các bác cứ cho ăn mạnh lên, phải đánh trí. Xử lý trí thì nói chung là định kỳ, cứ tầm khoảng trong vòng chu kỳ của nó là 21 ngày từ khi nó có trứng, các bác cứ tính lên 7 ngày các bác đánh một lần. Thì đánh nói chung là đánh mình sẽ kiểu như là mình thay thế thuốc ấy. Hôm nay đánh trí lá thì tuần sau mình sẽ đánh trí xốp, tuần sau mình đánh trí xịt, rồi tuần sau mình lại đánh trí nước chẳng hạn vậy. Thì nó sẽ đổi lại thuốc đi không bị lờn và nó hiệu quả hơn. Đấy. Ong thì nó cũng sẽ không bị ngộp ấy. Đấy. Nói chung khi xử lý được trí xong ấy là các bác thấy là ong nó rất là khỏe, nó đi làm rất là sung và cái là nó không bị bệnh nữa ấy. Con nào cũng khỏe mạnh đi làm thì được. Còn bình thường ra các bác biết không, nó không bị trí ấy, nhìn quân trong tổ rất là đông, rất là đông luôn, nhưng mà không chỉ đi làm vì ong nó yếu lắm, không đi làm, nó bệnh trong người ấy, nó yếu không đi làm được. Bác nhìn rất đông nha quân nhá, nhưng mà không đi làm được, thậm chí là không đi làm được thì chúa má nó cũng chẳng đẻ đái gì hết. Đấy, nó như vậy cơ, bệnh trí nó vậy đấy. Còn một số cái đặc điểm mà chúng ta nhìn nhận được ấy là ở bên trong tổ ấy, là khi chúng ta mở cái tổ ra, thấy không? Mở cái tổ ra thì mình đã nói với bác rồi. Đấy. Nó ẩm ướt. Đấy. Ẩm ướt này. Rồi cái mặt nhộng của nó ấy, thâm, nó không có vàng. Đấy, nó bị trí đấy. Đấy, trí là riêng cái trí này là riêng con ở trên con ong đực rất là nhiều, ở trong cái tổ nụ đực ấy rất là nhiều. Đánh xong rồi đực chết này. Đực chết rồi này, đực nó chết. Đánh trí ra được chết rất là nhiều, chết nhanh lắm, được cái chết được cái yếu hơn mà chết trước. Thì đây là một số cái đặc điểm mà các bác cần lưu ý nhá. Đấy, đánh trí là như vậy đấy, mà con ong bị bệnh là nó bệnh trí là nó cũng như thế này đấy các bác ạ. Cứ năn nê bò toài ở dưới đất thôi, tại vì nó không còn sức sống nữa mà, đánh cho chết luôn, có đừng có tiếc. Đấy, riêng cái loại này này đúng không, con này này nó không còn sức sống nữa, ở trong bên tổ nó ăn chỉ tốn đần tường tốn mật thôi. Đấy, nên là mình cứ phải xử lý này, năn nê bò toài đi thôi. Có là có đi được không à? Bò chả bò được này, đấy. Bị tật đấy. Chân tay dính hết vào nhau, cánh thì xoăn hết tít hết cả lại. Mồm không có mồm để ăn ấy. Đấy. Ok, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi Bảo Lộc TV nhé. Nếu thấy hay thì cho mình một like và một chia sẻ nhá. Rồi các bác cần cái nhu cầu như là mua phấn hoa, mật ong, sữa ong chúa thì liên hệ số điện thoại góc trên này. Cần tư vấn thì các bác cứ kết bạn Zalo. Chào các bác, ở gần sau nhé.